Các bạn biết đấy, bộ óc của con người tuy có hình dáng nhỏ bé nhưng mà đã tạo ra biết bao nhiêu cơn địa chấn cho thế giới. Ví dụ như Hitler đã làm những điều khủng khiếp vào Thế chiến thứ hai, hay bảng hóa trị hóa học làm bao nhiêu thế hệ học sinh khóc đứng khóc ngồi mà Mendeleev đã tạo ra. Đôi khi bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao mình cũng bị táo rơi, sầu riêng rơi, dừa rơi muốn thủng não mà riêng Newton mới biết được nguyên lý vạn vật hấp dẫn. Và đôi khi bộ óc cũng làm ra những điều cực kỳ điên rồ. Để xem đó là những điều gì thì hãy cùng khám phá qua video của Khám phá huyền bí ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là siêu thủy phi cơ. Một cái tên không thể nào lú lẫn hơn của loại phương tiện này. Vừa thủy vừa phi, lẽ nào nó là sự kết hợp giữa tàu thủy và máy bay? Liên Xô cũ từng chế tạo ra nhiều vũ khí mang tính đe dọa cực cao đối với nhiều nước trên thế giới. Vào năm 1966, Liên Xô đã cho thử nghiệm bay một loại phương tiện mà người Mỹ gọi là quái vật biển Caspi. Nó có hình dáng khiến ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy. Giống một chiếc máy bay với 10 động cơ bên trên, phần dưới lại có hình dáng như một chiếc mũi nhọn vậy. Với kích thước dài 106m, sải cánh 42m, nặng 544 tấn, tốc độ hơn 400 km/h và bay ở độ cao 500m so với mặt nước. Siêu thú quái dị này có thể hạ cánh bất cứ nơi nào trên biển, tránh được sóng radar của địch. Tuy nhiên, nó không thể di chuyển trên mặt nước. Sau nhiều thăng trầm, chiếc máy siêu thủy phi cơ này gặp vấn đề về kỹ thuật, trì hoãn hoàn thiện cho đến tháng 8 năm 2012 được nâng cấp, có tên gọi là Loon, có chiều dài 152,4 m, chở khoảng 1,3 triệu tấn hàng trên quãng đường 18.000 km. Với kích thước và trọng lượng này, nước Nga nuôi chiếc siêu thủy phi cơ chắc là tốn kém lắm đây. Một phát minh hơi quái dị nhưng được đánh giá rất cao về sức tàn phá của nó. Nhưng mình thì vẫn rất chi là hy vọng loại vũ khí quái vật Loon sẽ chỉ được phục vụ nghiên cứu và diễn tập. Nếu như ngoài mục đích này, thế giới sẽ lại điên đảo cho mà xem. Chiếc xe có động cơ cực khủng. Medieval One là phương tiện được chế tạo với ý tưởng kết hợp xe cũ và vũ khí trung cổ hết sức lạ đời. Hình dáng điên rồ hết chỗ nói của chiếc xe trông giống như mũ bảo vệ của một bộ giáp hiệp sĩ. Bohata ở New York, Mỹ là người chế tạo nó theo một yêu cầu kỳ quặc của một vị khách hàng có sở thích về xe và máy móc vào năm 2017. Mặc dù thế, chiếc xe vẫn cực kỳ nổi bật với chất lượng chế tạo cao và sự chi tiết lên từng bộ phận. Nhưng chủ yếu là bởi nó trông thật dữ tợn và không giống bất kỳ gì người ta từng thấy. Đến chiếc ống xả của xe cũng được tạo hình kỳ công mang hình một con rắn màu vàng hung hãn. Mỗi con rắn tạo ra từ hơn 900 cái vẩy và cặp răng nanh làm thủ công. Ở phía sau, chiếc xe có một nòng pháo thực có công dụng là một cái cốp cực nhỏ. Nếu tài xế thích thì chiến, có lẽ sẽ không ngần ngại với hai thanh kiếm và một chiếc rìu trang bị ngay trên lưới tản nhiệt ngay trong tầm với. Động cơ của Medieval One có tới 1.000 mã lực, thừa đủ để nướng cháy bộ lốp Mickey Thompson khổng lồ ở phía sau. Với mã lực này thì người sở hữu nó chắc phải giữ tâm thế thay lốp như thay quần lót, bởi chúng bị hỏng liên tục khi sử dụng. Bao cháy phố nhưng mà không biết có bao ngầu hay không. Nếu là bạn thì bạn có sẵn sàng sở hữu một chiếc có giá khoảng 200.000 USD, khoảng 4,6 tỷ đồng Việt Nam, dữ tợn và tốn kém hay không? Còn mình thì miễn, có cảm xúc, có tiền là mình múc được hết, múc trong mọi hoàn cảnh luôn quý vị ơi, dân chơi sao sợ mưa rơi được. Máy hút thuốc tự động. Nếu như bạn đang nghĩ máy hút thuốc tự động mà mình nói sau đây là loại thuốc lá điện tử mà thanh niên hiện nay đang ưa chuộng thì bạn hãy gạt bỏ suy nghĩ đấy đi nhé. Vì chiếc máy hút thuốc tự động này không hề nhỏ nhắn, không dễ cho vào túi, đeo ở cổ như mèo đeo chuồng, cũng chẳng hề thơm tho hay xanh điệu gì cả. Thế nhưng, nó lại được phát minh ra bởi chất chứ. Trong thời đại Victoria xa xôi xưa ơi là xưa của Vương quốc Anh, việc hút thuốc lá trở nên phổ biến ở giới quý tộc. Cũng vì thế mà có nhiều phát minh tạo ra nhằm phục vụ cho con người trong việc hút thuốc. Chiếc máy hút thuốc tự động này giúp tạo ra khói, hình dáng bên ngoài với động cơ thô sơ, bốn bộ hút thuốc gắn những điếu xì gà bên trên, một chiếc ống nhả khói cao và dài thẳng đứng. Bên dưới là động cơ máy móc rối bời như là đường tình duyên của bạn vậy. Kỳ lạ hơn là máy hút thuốc này chẳng giúp gì cho con người, mà chiếc máy này lại có mục đích thay con người hút các điếu xì gà cùng một lúc rồi nhả ra khói thuốc lá. Trong khi đó chiếc máy được thỏa mãn, còn con người thì hít khói muốn ung thư phổi ngay lập tức luôn ấy. Với việc chế tạo ra chiếc máy cồng kềnh kỳ lạ, nó đã góp phần vào tăng ô nhiễm môi trường hơn. Mặc dù được xem là một trò tiêu khiển quái dở của người chế tạo,
nhưng nó có phần thúc đẩy ngành công nghiệp thuốc lá phát triển hơn bao giờ hết. Bạn có thấy em máy hút thuốc này có xứng đáng bị lãng quên không? Hãy để lại chữ có hoặc không trong phần bình luận bên dưới nhé. Khẩu pháo Führer Gustav đến từ bộ não siêu việt của Hitler thì chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng, vì khẩu pháo Führer Gustav được chế tạo nhằm phục vụ cho cuộc chiến xâm lược Pháp của Hitler. Khẩu pháo Gustav nặng tới 1.344 tấn và là loại pháo hoạt động trên đường ray xe lửa lớn nhất từng được con người chế tạo cho đến nay. Nòng của nó dài hơn 30,4 mét, sử dụng đạn kích cỡ 787,4 mm dài 3,65 mét, đạt tầm bắn hiệu quả 32,1 km và có thể lên tới 37 km. Có lẽ sức tàn phá của nó ngang với sức tàn phá trái tim bạn khi thấy Crush sánh bước cùng người khác. Chắc là bạn dễ dàng hình dung được sức công phá của nó rồi chứ. Thật may là khẩu pháo này bị vướng mắc nhiều lỗi, người ta không có giải pháp để di chuyển nó. Trong khi Hitler thì bận nghĩ ngợi, chưa kịp lên nòng thì Gustav đã bị Mỹ phá hủy tan tành rồi. Đúng là một cái kết đẹp cho một tội ác. Vespa 150 TAP. Không phải Vespa 946 sành điệu, cũng không phải Vespa cổ Corsa Cercuto phong cách, mà là một loại xe cực kỳ quái dị, không kiểu cách cũng chẳng đẹp đẽ tí nào, đến từ vị trí Vespa 150 TAP. Chiếc Vespa 150 TAP được quân đội Pháp thiết kế cho lính nhảy dù để chống lại các lực lượng du kích tại Algeria vào những năm 1950. Điểm đặc biệt của chiếc xe này, trên xe lắp một pháo không giật M20 cỡ 75mm. Ở bửng trái xe, khoét một lỗ để đút nòng pháo và cố định nó. Với chiếc xe này, người ta nạp đạn vào pháo qua bệ khóa nòng phía sau. Khi bắn cùng với lượng khí thoát ra đầu nòng súng thì có một lượng khí thoát ra phía sau để đẩy viên đạn ra khỏi nòng. Nhờ thế mà chiếc xe không bị vỡ tan so với dùng đạn có độ giật mạnh. Đừng coi thường sự mỏng manh của chiếc xe này bạn nhé, vì nó có thể chịu được khi khẩu pháo không giật cỡ 75mm bắn. Đạn khẩu pháo này xuyên giáp xe tăng dày tới 100mm. Đúng là nhỏ mà có võ đấy. Súng son môi. Nhìn xa xa thì trông như những chiếc son môi của chúng mình hay dùng, cứ như là mấy đồ dùng để tình báo trong mấy phim điệp viên 007 vậy. Bề ngoài tưởng vô hại vậy thôi, chứ súng son môi được mệnh danh là nụ hôn tử thần và là một khẩu súng nổi tiếng xuất hiện từ thời chiến tranh lạnh, đầu tiên được phát hiện tại biên giới Tây Berlin của Đức. Với hình dáng giống như cây son môi, nhỏ gọn, màu sắc gần gũi sang chảnh, nó được cơ quan tình báo Liên Xô KGB thiết kế và giao cho nữ điệp viên thực hiện những vụ ám sát. Nòng súng của vũ khí có đường kính 4,5mm và khẩu súng được thiết kế chỉ cho một phát bắn. Điệp viên cần phải bắn từ khoảng cách rất gần và chắc chắn để giết chết nạn nhân. Cách dùng cũng dễ thôi, vì người sử dụng chỉ cần xoay 1/4 phần vòng đặc biệt phía trên thì cũng đủ để nổ rồi. Vậy nên anh em nào được mấy cô nàng nóng bỏng xinh đẹp lại gần, đừng vội mừng rỡ. Tưởng thế hào quang mà nghĩ mình sắp được vinh quang nha. Biết đâu son môi của quý cô ấy lại là vũ khí cực ghê gớm này thì có mà vỡ mồm. Xe tăng Tisha. Xe tăng là một thiết bị được biết có ngoại hình cực kỳ cồng kềnh và công dụng thì phải nói là trên cả tuyệt vời trong các cuộc chiến. Thế nhưng để có được những chiếc xe hiện đại và gọn gàng như hiện nay, các kỹ sư phải vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, tạo ra hàng loạt những chiếc xe không thể nào nhảm nhí hơn. Một trong số đó là chiếc xe tăng Tisha. Vào giai đoạn 1914-1915 ở Nga, một nhóm kỹ sư đã đưa ra bản thiết kế cỗ máy chiến đấu đặc biệt lên sa hoàng. Được sự quan tâm và thích thú của vua, chiếc xe tăng này đã được bắt tay sản xuất. Mặc dù đây là chiếc xe tăng đầu tiên có tính mở đường cho những chiếc xe tăng sau này của lịch sử loài người, nhưng nó lại cực kỳ quái dị. Nhìn thôi đã muốn chảy nước mắt với độ xấu không thể tả được của nó. Nhưng mình đã cố nuốt nước mắt vào trong, lãng quên nỗi đau mà tả cho các bạn nghe về hình dáng của nó đây. Xe tăng Tisha không có bánh xích như xe tăng bây giờ, thay vào đó là hai bánh xe lớn có đường kính tới 8,2m phía trước, cùng một bánh xe nhỏ hơn có đường kính 1,5m phía sau. Nhìn từ trên cao, xe tăng Tisha trông như một con rơi, nên nó được gọi là Netopir, con rơi theo phiên âm của tiếng Nga. Gạt đi nước mắt với nét xấu không thể xấu hơn để đi vào kết cấu bên trong của chiếc xe tăng. Nó được trang bị tới 12 súng máy làm mát bằng hơi nước, nhưng tầm bắn về phía trước của súng bị hạn chế do vướng bánh xe quá lớn. Có hai động cơ công suất 250 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 17 km/h. Mặc dù vậy, vịt hóa thiên Nga chỉ có thể ở trong truyện cổ thôi bạn ạ. Vì sau khi cho thử nghiệm chiếc xe tăng này ở ngoại ô Moscow,
nhiều người đã nhìn nhận đúng về vấn đề thiết kế là nó cực kỳ dở hơi. Khối lượng xe nặng tới 60 tấn trong khi chỉ có 3 bánh chuyển động. Do kích thước hai bánh quá lớn nên trọng lượng xe đè lên bánh phía sau. Cỗ xe tăng Tisa mắc lầy khi đi qua một vùng đất yếu. Bất chấp những nỗ lực của quân đội Nga, cỗ xe tăng này vẫn bị sa lầy và nằm yên tại vị trí mắc kẹt. Cho đến năm 1923 thì bị bán làm phế liệu, không hơn không kém một đống sắt vụn. Đúng là một phát minh điên rồ và phi thực tế mà. Tên lửa chim bồ câu dẫn đường. Với độ tinh danh và nhanh nhẹn, bồ câu được xem là phương tiện chuyển phát thư mật của quân đội ngày xưa. Kể cả trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bồ câu đưa thư. Chắc là cũng vì thế mà tên lửa chim bồ câu dẫn đường được Mỹ chế tạo từ Thế chiến 2 có khả năng sử dụng năng lực bồ câu. Người ta đưa bồ câu vào buồng lái tên lửa và chiếu ảnh của mục tiêu lên trên màn hình. Những con bồ câu được huấn luyện mổ vào mục tiêu đó để định hướng đường bay của tên lửa. Sẽ thật tuyệt vời nếu như loại vũ khí này được đưa vào chiến trường phải không? Thế nhưng dự án này cuối cùng đã bị hủy bỏ vì thiếu thực tế. Thật là tiếc quá đi, nhưng mà với phát chế cực kỳ độc đáo này thì chắc chắn ý tưởng này vẫn cho thấy sự khả thi phải không các bạn?